Lão nông người dân tộc Cờ Ho ở xã Đệ Sa, huyện Lạc Dương cũng không ngại thay đổi tập tục canh tác lâu đời để nâng cao hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi. Thay đổi tư duy chăn nuôi, thay đổi tập tục nhiều đời của ông bà hướng tới làm giàu từ chăn nuôi quy mô lớn với trùng trại được đầu tư bài bản. Đây là hướng đi của lão nông Ha Lan dưới chăn núi Lan Bia. Ông Đơn Gu Hà Lan, thôn 1 xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương, đang nuôi trâu với 8 con trâu, giống trâu to, trọng lượng trâu cái 400-500 kg, trâu được có con lên tới trên 600 kg. Ông Hà Lan cho biết, mang trâu về nuôi cố định, bà con tốn cỏ, tốn thêm cám, thêm công chăm, dọn dẹp mỗi ngày. Như nhà ông tốn 15 triệu một tháng cho tiền mua thêm rơm, cám tổng hợp cho trâu ăn. Nhưng bù lại, trâu thải ra lượng phân chuồng, vừa có phân bỏ cho vườn cà phê của gia đình, vừa dư để bán. Như năm trước, ông bán được tới 500 bao phân với giá 30.000 đồng một bao. Theo tính toán của ông Hà Lan, lượng phân do chuồng trâu cung cấp đã bù gần đủ chi phí tiền cám, tiền cỏ cho trâu. Là giống có trọng lượng lớn, lượng thịt nhiều, trâu của ông Hà Lan được khách rất ưa chuộng. Trâu mẹ mang thai 9 tháng. Sau khi đẻ, nuôi ngấy con 6 tháng là có thể xuất chuồng với giá từ 12 đến 15 triệu đồng một con. Nếu nuôi được 3 năm, trâu trưởng thành có giá tới 40 triệu. Nuôi bầy trâu 1 năm chỉ cần bán 2 đến 3 con ngé là dư giả sinh hoạt phí trong gia đình. Vì vậy, tính tới lợi ích lâu dài, ông Hà Lan quyết định đầu tư gần 300 triệu đồng xây dựng chuồng trâu quy mô lớn, thêm đúc xi măng với máng ăn tự động để nuôi thêm bò ba bê siêu thịt.